ngày lễ Valentine tại Nhật Bản rất lạ so với những nước khác. Tại Nhật Bản, ngày Valentine 14 tháng 2 là thời điểm phụ nữ thường mua quà tặng cho nam giới. Trái với phong tục ở nhiều quốc gia khác trong ngày lễ tình nhân, đây lại là thời điểm mà các cô gái phải đau đầu chuẩn bị quà cho cánh mày râu. Đàn ông Nhật Bản chỉ tặng quà đáp lễ lại nữ giới vào ngày lễ Valentine trắng 14 tháng 3. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính khi giá sô-cô-la ngày càng đắt đỏ, đi kèm với sự so bì, ganh tị lẫn nhau về số quà tặng và giá cả món quà đang khiến phụ nữ Nhật ngày càng chán ghét tặng sô-cô-la ngày lễ tình nhân. Ngay lập tức, một hãng chuyên sản xuất đồ lót cho phụ nữ Nhật Bản là Waco đã nhanh trí cho ra mắt dòng sản phẩm mừng ngày lễ Valentine năm nay. Đó là quần lót gen cho nam giới. Tặng quần lót thay sô-cô-la thành lập từ năm 1949, Waco nổi tiếng là hãng sản xuất đồ lót phụ nữ lâu đời tại Nhật Bản. Tuy nhiên hãng cũng nhanh nhạy nắm bắt được xu thế của thị trường khi phụ nữ nước này tìm kiếm những món quà độc lạ thay cho sô-cô-la ngày lễ tình nhân. Bên cạnh đó, nhu cầu về đồ lót của nam giới Nhật cùng ngày càng khác lạ hơn và đây là lý do dòng sản phẩm Play Boxer quần lót gen cho nam giới ra đời. Trên thực tế, sản phẩm này đã được Waco bán thử nghiệm có giới hạn trên trang Marcus vào tháng 11 năm 2021 và thu về 3,27 triệu yên, tương đương 28,5 nghìn đô la Mỹ. Qua đó chứng minh nhu cầu của thị trường và khiến công ty quyết định sản xuất hàng loạt để ra mắt dịp Valentine năm nay. Quản lý gian hàng Akira Mizoguchi của Waco tại trung tâm thương mại Fuji cho biết sản phẩm này được thiết kế nhằm đem lại sự thoải mái, quyến rũ cho người mặc. Chất liệu vải gen cũng được lựa chọn kỹ để bền chắc hơn cho nam giới khi sử dụng. Nam giới và phụ nữ có hình dáng cơ thể khác nhau nên chúng tôi đã thiết kế sao cho chúng phù hợp với cánh mày râu nhất. Phần trước của quần lót sẽ không quá chặt và có chút độ bóng để tạo sự hào nhoáng. Phần gen cũng được chú ý về thiết kế hoa văn cũng như chất liệu, ông Mizoguchi giới thiệu. Sản phẩm mới này của Waco ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của người dân Nhật Bản và thậm chí cả nước ngoài. Một cặp quần lót này có giá khoảng 3.660 yên, tương đương 32 đô la Mỹ. Valentine khác biệt, quay trở lại câu chuyện ngày lễ tình nhân Nhật Bản. Trên thực tế, có rất nhiều giả thuyết về nguồn gốc ra đời ngày này ở Nhật Bản nhưng phổ biến nhất là câu chuyện liên quan đến công ty sản xuất bánh kẹo Múp ở Kobe. Năm 1931, công ty Morozov bắt đầu sản xuất ra những chiếc sô-cô-la có màu sắc bắt mắt và sang trọng. Sau đó, chính công ty này cũng là nơi đầu tiên ở Nhật bày bán những viên sô-cô-la hình trái tim nhân dịp Valentine. Vào ngày 12 tháng 2 năm 1936, công ty sản xuất bánh kẹo Morozov đã đăng thông tin quảng cáo về việc gửi tặng sô-cô-la trong ngày Valentine trên một tờ báo tiếng Anh của Nhật với mong muốn ngày 14 tháng 2 ở Nhật sẽ là ngày mọi người tặng sô-cô-la để gửi gắm những thông điệp yêu thương. Đây được coi là thông tin quảng cáo đầu tiên về ngày Valentine tại Nhật thời điểm bấy giờ. Trước đó, người sáng lập Morozov đã biết về phong tục tặng quà cho người thương yêu vào ngày 14 tháng 2 qua một người bạn nước ngoài và ông quyết định phổ biến ngày này ở Nhật. Sau Morozov, nhiều công ty sản xuất bánh kẹo khác cũng theo trào lưu này bắt đầu chiến dịch bán sô-cô-la vào ngày Valentine. Trào lưu mua sô-cô-la vào ngày 14 tháng 2 dần lan rộng và vô cùng thu hút phái nữ, đặc biệt là vào những năm 1970. Có thể nói đây chính là điểm khởi đầu cho văn hóa tặng sô-cô-la trong ngày Valentine của người Nhật hiện nay, hay còn gọi là Kiri Choco. Việc trào lưu này thu hút phái nữ trước đã khiến phong tục nữ tặng sô-cô-la cho người mình thích ngày Valentine tại Nhật Bản đã trở thành phong tục khác lạ với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, đối tượng tặng quà có thể là cả những người họ muốn tri ân như sếp, đồng nghiệp hay bạn bè thông thường. Hãng tin CNN cho biết ngày lễ tình nhân chiếm đến 1/4 doanh số sô-cô-la hàng năm của các hãng Nhật Bản với bình quân khoảng 5,39 tỷ đô la Mỹ một năm. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!